Xin chào quý vị và các bạn. Trong phần đánh giá xe ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chiếc xe đến từ thương hiệu nước Pháp, châu Âu. Mặc dù thương hiệu này thì cũng đã khá lâu đời rồi nhưng mà nó tương đối mới mẻ với người tiêu dùng Việt Nam, thương hiệu Renault. Và thưa quý vị và các bạn, ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc Duster đời 2016. Kích thước tổng thể của Renault Duster 2016 là dài 4.315mm, rộng 1.822mm và cao 1.695mm, với chiều dài cơ sở là 2.673mm. Với kích thước như vậy, thân hình của Duster khá gọn gàng so với các đối thủ như CR-V hay CX-5. Khoảng sáng gầm xe 210mm với góc thoát trước đạt 30 độ, góc thoát chiều dọc là 23 độ và góc thoát sau lên đến 36 độ. Chiếc Duster 2016 này thuộc thương hiệu nước Pháp nhưng lại được nhập khẩu từ nước Nga. Khi nhắc đến Nga thì chúng ta nghĩ đến cái gì đó nó cục mịch, nó bền. Tôi thì tôi không được sinh vào cái thời chiến tranh, nhưng ngày xưa ông bà cha mẹ kể lại rằng là những cái đồ dùng của Nga thì nó rất là bền bỉ, hay người ta hay dùng là nồi đồng cối đá dùng vài chục năm cũng không hỏng. Thì chiếc xe này tôi có cảm giác nó cũng như vậy. Nhìn vẻ bề ngoài thì thực khó để nói rằng nó là một chiếc xe đẹp. Tất nhiên nó không phải là một chiếc xe xấu, nhưng tổng thể thì chiếc xe nó có gì đó rất là cục mịch, chắc chắn, cứng cáp. Về mặt trang bị thì nó cũng không trang bị nhiều, đèn thì vẫn là đèn bình thường thôi, không có projector luôn, nhưng mà cũng khá sáng sủa và cũng được trang bị những cái đường nét ở bên trong, cũng khá là chi tiết, nhưng thực sự là không phải là quá đẹp mắt. Đằng trước thì cũng không được trang bị cảm biến gì cả, rất đơn giản. Ở bên thân xe thì cũng không được trang bị nhiều, gương vẫn là gương gập bằng tay. Thậm chí gương còn không được trang bị xi nhan, mà xi nhan lại lắp ở bên sườn. Vành thì là vành 16 inch. Bộ vành này thì đã đẹp hơn vành đời trước rồi, nhưng nó vẫn có một chút gì đó hơi thô thô, cứng cứng. Thậm chí ở ngay cửa mở cũng rất là đơn giản, ổ chìa khóa nằm trồi lên, trông rất là thô, không được để mắt cho lắm. Kiểu mở cửa cũng rất cũ, cầm ở dưới kéo lên, nhưng tiếng đóng cửa thì chắc nịch. Nhìn cái gì cũng dày dặn, gõ vào biết ngay, dày dặn, cứng cáp chắc chắn. Ở phần đuôi xe thì cũng tỉ mỉ và đẹp hơn một chút. Đèn hậu thì hầu hết là đèn thường, nhưng cũng có một dây đèn LED kéo lại, nó cũng đẹp hơn phần đầu một chút xíu. Ở phần đuôi xe thì cũng được trang bị cảm biến lùi và camera lùi. Camera lùi này là option lắp thêm chứ không phải là xe nguyên bản. Để mở được cốp xe thì sẽ phải ấn vào cái chỗ vặn khóa và mở ra. Cốp xe của Duster tương đối rộng để được khá là nhiều đồ so với một chiếc SUV cỡ nhỏ. Như bạn đã thấy, tôi để rất nhiều đồ ở trong chiếc xe này, vẫn khá là gọn gàng, ngăn nắp. Khoang hành lý của Renault Duster có dung tích 450 lít, khi gập hàng ghế sau lại có thể đạt 1.636 lít, sẽ giúp chiếc xe chở thêm được nhiều đồ hơn. Bước vào khoang nội thất thì các bạn cũng sẽ không ngạc nhiên vì nó rất giống ngoại thất. Tất cả những gì xung quanh nội thất nó đều rất là đơn giản, có thể nói là hơi thô, cục mịch, tất cả đều bằng nhựa cứng. Sự sắp xếp về các nút tôi nghĩ là còn hơi bất tiện một chút. Ví dụ như có một vài nút bấm một tít ở dưới này. Cần số thì nó không khớp với cả những cái vị trí của chữ đặt ở trên này. Ở dưới thì có nút chỉnh chế độ hai cầu, một cầu và tự động, nhưng cũng rất xa với mới thấy được. Bình thường thì chiếc xe nguyên bản của Duster không có màn hình DVD, nhưng chiếc xe này đã được lắp thêm một option trị giá khoảng hơn 15 triệu đồng với camera lùi ở đằng sau như tôi đã giới thiệu. Nhìn nó kéo lại cái phần bảng điều khiển trung tâm rất nhiều, trông không còn bị đơn giản quá. Còn về vô lăng thì cũng cực kỳ đơn giản, cũng chỉ hai bên hai nút bấm như thế này thôi. Vô lăng cầm thì cũng tương đối là ổn, chắc chắn, mọi thứ đều rất chắc chắn. Gương thì vẫn là gương chỉnh cơ chứ không có cảm biến ánh sáng. Đèn cũng vậy, phải chỉnh bằng tay chứ không có cảm biến ánh sáng. Và tất nhiên rồi, gạt mưa cũng vậy nốt. Một điểm cộng kéo lại đó chính là toàn bộ ghế đều là ghế da, ngồi cũng khá là ôm người. Có tựa để tay, tựa để tay cũng là một option lắp thêm. Vâng,
Về cơ bản thì một chiếc xe mang tính thực dụng đặc biệt của châu Âu thì như thế này tôi nghĩ cũng không đến nỗi quá tệ. Bạn sẽ phải mất thời gian để bạn làm quen và yêu dần chiếc xe này. Chứ ngay từ ban đầu thì bạn sẽ không thể yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên được đâu. Chuyển sang hàng ghế phía sau, với một chiếc SUV cỡ nhỏ như thế này thì cũng không quá tệ. Đầu gối của tôi vẫn còn nhỉnh nhỉnh một chút ít. Chân thì không chạm vào đầu, tất nhiên rồi. Vẫn ôi, ngồi ra giữa xem như thế nào nào. À, ngồi ở giữa vẫn êm. Nhưng có điều cái tựa giữa này phải kéo lên thì nó mới đỡ được đầu. Ngồi ở phía giữa này cảm giác nó vẫn êm hơn so với những chiếc xe khác. Ngồi ở giữa nó hơi bị cứng. Đầu cũng không chạm, chân để thoải mái. Tóm lại là với một chiếc SUV cỡ nhỏ mà với cái khoảng không tương đối như thế này thì tôi nghĩ là ổn. Chỉ có điều là không tìm thấy cửa gió điều hòa phía sau đâu cả. Ở bên giữa này cũng không có, bên trái này cũng không có. Chỉ có duy nhất một cổng sạc 12V ở đây thôi. Như vậy là nếu như chúng ta đi vào mùa hè nóng nực mà vừa mới vào xe thì có lẽ sẽ hơi nóng cho hàng ghế thứ hai. Renault Duster 2016 được trang bị động cơ xăng 2.0 lít, 4 xi lanh phun xăng điện tử, cho công suất 143 mã lực tại vòng tua máy 5.750 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 195 Nm tại 4.000 vòng 1 phút. Xe có thể đạt tốc độ tối đa ở 174 km/h và mất 11,5 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 8,9 lít trên 100 km. Xe có chế độ Eco Mode giúp tối ưu hóa việc tiêu hao nhiên liệu. Cùng với hệ thống dẫn động hai cầu, Renault Duster với 3 chế độ hỗ trợ tùy chỉnh. Chế độ dẫn động cầu trước sử dụng trong trường hợp đường bằng phẳng. Chế độ tự động sẽ giúp xe tự nhận biết địa hình và có điều chỉnh phù hợp cho cầu trước và sau để đạt được hiệu quả vận hành tối ưu. Chế độ dẫn động hai cầu dùng trong trường hợp địa hình khó. Hôm nay thì bài đầu tiên sẽ là bài zig zag để kiểm tra xem cái khả năng cân bằng của chiếc xe này có ổn hay không. Những cái dòng xe gầm cao chúng ta nên kiểm tra như vậy. Rất nhiều những chiếc xe gần đây có những cái clip tung lên mạng xe gầm cao đánh zig zag thôi là xe bênh lên, xe chuẩn bị lật. Còn chiếc xe này liệu nó có như vậy hay không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tăng tốc 70 km/h xem thế nào. Tăng tốc hơi chậm một chút không sao. Zig zag. Vâng, không bánh xe nào bênh lên cả, vẫn ổn 70 km/h. Có thể nói là một chiếc xe gầm cao, bạn phải luôn luôn để ý rằng nó được trang bị hệ thống cân bằng điện tử và phải thử cái điều đó nếu như bạn muốn lái xe một cách an toàn. Và bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng kiểm tra hệ thống ABS. Tôi sẽ tăng tốc lên 80 km/h, phanh gấp và đánh lái để xem hệ thống ABS nó hoạt động như thế nào. Tăng tốc lên, vâng, phải mất hơn 10 giây mới tăng tốc lên được. Hơi chậm, vâng, phanh gấp. Vâng, và như vậy là phanh gấp và đã đánh lái thành công. Xe không đâm vào cọc. ABS hoạt động tốt trên chiếc xe này. Một chiếc xe có thể nói là chắc chắn và an toàn, có thể tin tưởng được. Vâng, thì bắt đầu ngồi lên chiếc xe này, điều khiển trong những đoạn đường nội thành, có lẽ điều đầu tiên mà những người mới ngồi thì sẽ để ý ngay đó chính là vô lăng. Vô lăng của chiếc xe này hơi nặng. Sở dĩ nó nặng như vậy bởi vì nó được trang bị hệ thống trợ lực dầu chứ không phải là trợ lực bằng điện. Trợ lực dầu thì đi trong thành phố thì nó cũng hơi mệt một đôi chút, nhưng bù lại thì cảm giác lái nó rất là chân thật. Nó giống như những cái dòng xe bán tải hay những cái dòng xe thể thao. Hơi nặng một chút thôi nhưng mà vẫn ổn. Đi trong phố đi tốc độ chậm, chiếc xe này cũng hơi ồn một chút xíu. Trên chiếc xe còn tích hợp công tắc Eco, bấm ở tít tận dưới này. Bây giờ tôi sẽ bật lên. Vâng, hơi lằng ngoằng một chút, đáng nhẽ tích hợp ở trên vô lăng thì sẽ tốt hơn. Lúc này thì đi trong thành phố sẽ tiết kiệm xăng hơn.
tầm quan sát thì tương đối là ổn, cao ráo. Tuy nhiên gương chiếu hậu của xe này lại hơi nhỏ, cho nên góc nhìn ở phía sau nó không được rộng như những chiếc xe có gương to. Tất nhiên nó không quá tệ, nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta quan sát ở phía sau rộng hơn, thoáng hơn thì nó sẽ an toàn hơn. Về cơ bản thì một chiếc xe hai cầu gầm cao, động cơ 2.0, 143 mã lực như thế này, đi trong nội đô thành phố thì không lấy gì làm khó khăn cả, tương đối là đơn giản. Tất nhiên khả năng tăng tốc 143 mã lực mà 2.0 thì nó cũng hơi đuối. Đi trong thành phố thì chúng ta không cần phải phóng nhanh phanh gấp lắm, nhưng tôi nghĩ rằng đi ra đường trường thì nó sẽ hơi đuối một chút. Với một thân hình nhỏ gọn, bán kính vòng tròn quay đầu nhỏ thì chiếc xe này luồn lách trong những con phố nhỏ, tôi nghĩ là tương đối ổn so với mặt bằng chung của những chiếc xe SUV cỡ nhỏ hay crossover cỡ nhỏ. Tất nhiên với một diện mạo cũng khá là xù xì thì chiếc xe này buộc phải có một cái gì đó để kéo người tiêu dùng trở lại với mình. Về chính sách của hãng thì tôi thấy chiếc xe này đang được giảm giá lên đến 80 triệu, một con số không nhỏ và cuối năm. Về tính năng sử dụng, về độ an toàn, về độ bền chắc, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thử những bài thử tiếp theo về độ an toàn cũng như là đường trường, đường gập ghềnh. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã đi ra đến đường trường. Chiếc Duster này khi bạn vừa ra đường trường, bạn sẽ nhận thấy ngay một điều rằng tiếng ồn của nó hơi lớn so với những dòng xe cùng phân khúc. Mặc dù là với một cái thân hình rất là chắc chắn, thậm chí là gioăng cửa rất là êm, đóng cửa chắc nịch, nhưng mà ra đến đường trường đi tốc độ cao 80-100 km/h, không hiểu sao nó lại ồn hơn khá là nhiều. Có thể là do lốp hơi cứng, hoặc là do nhiều vấn đề. Có lẽ là lốp vành. Đây là tiếng ồn dội từ mặt đường dội lên, chứ không phải tiếng ồn từ động cơ. Tôi không nghe thấy tiếng ồn từ động cơ nhiều lắm, mà tiếng ồn từ mặt đường dội lên khá nhiều. Gương thì đã nhỏ rồi, cho nên là cũng không phải là tiếng gió. Rõ ràng là lốp cứng cộng với vành cộng với hệ thống treo có lẽ là cũng hơi cứng. Về vô lăng thì nếu như vô lăng trợ lực dầu, các bạn đi trong nội đô thành phố như vừa rồi, các bạn sẽ hơi thấy nặng một chút. Thì đi ra đường trường tôi thấy vô lăng trợ lực dầu có lẽ là nó sẽ ổn hơn. Đặc biệt là có những vô lăng trợ lực điện, tôi đang nói đến trợ lực điện, những dòng xe khác khi đi ra đường trường bạn phóng rất nhanh mà nó vẫn không hề nặng, như thế là rất nguy hiểm. Nếu như đi nhanh mà vô lăng nặng đầm chắc, nó sẽ tạo được cái sự an toàn cho người lái. Minh chứng cho thấy là tất cả những dòng xe thể thao, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bentley, vân vân, những cái dòng siêu xe, tất cả đều được trang bị vô lăng trợ lực dầu, và thậm chí nó còn nặng hơn như thế này. Để làm gì? Để đi với tốc độ cao, bạn sẽ có một cái cảm giác chắc chắn khi vận vô lăng. Và hơn cả là vô lăng trợ lực dầu nó sẽ đem lại cái cảm giác lái nó chính xác nhất, nó thật nhất. Đánh đến đâu là biết đến đó ngay, chuẩn xác khi đặt từng bánh xe vào đúng chỗ mà bạn mong muốn. Đấy chính là một cái lợi thế. Và hiện tại ở Duster cũng có một lợi thế như vậy. Ở đường trường thì xe này cũng có những cái tính năng cơ bản hỗ trợ, ví dụ như là cruise control, chỉ có điều là lại ấn ở ngay chỗ bảng điều khiển trung tâm này, bảng tắp lô ở đây, ấn ở đây và nút hơi cứng một chút. Bây giờ thì sau khi kích hoạt cái nút cruise control ở đây thì bắt đầu bạn có thể điều chỉnh tốc độ nhanh chậm ở đây ngay trên vô lăng cũng được. Về cơ bản là cái nút khởi động, tính năng cruise control thì mình cũng không cần phải khởi động liên tục quá nhiều, nhưng mà rõ ràng là được đặt trên vô lăng thì nó tiện hơn rồi. Chỉ có điều là cũng có một số dòng xe đặt cũng ở khu vực vô lăng nhưng lại đặt tít ở tận dưới này, thậm chí bạn phải ngó nghiêng bạn mới nhìn thấy được. Cũng một thương hiệu đến từ Pháp,
Thế thì tôi đánh giá là cái nút công tắc này nó chưa thực sự hợp lý. Rồi tính năng limit, đó là giới hạn tốc độ tối đa. Bây giờ lại phải ấn sang bên này. Vâng, cũng cùng một nút bấm nhưng ấn sang phía bên phải. Bây giờ thì giới hạn tốc độ tối đa sẽ nằm ngay trên vô lăng, cũng cùng một nút bấm. Lúc này thì đào ga thỏa thích, bạn cũng không thể vượt quá tốc độ tối đa mà bạn đã cài đặt. Cái tính năng này cũng khá là hữu hiệu khi bạn đi trên đường cao tốc, đặc biệt là nên đi trên những con đường mà chúng ta rất hay mát ga. Ví dụ như tôi ở Hà Nội thì tôi hay đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng chẳng hạn. Con đường đấy nếu mà cho chúng ta chạy hết ga thì thậm chí chúng ta có thể chạy hơn 200 km/h cũng được. Đường cực thẳng, cực đẹp, rồi rất là vắng. Thế nhưng mà như thế thì các bạn sẽ bị bán tốc độ và tất nhiên rồi vi phạm luật giao thông, không nên như vậy. Chính vì thế mà có một chức năng giới hạn tốc độ cũng rất là ổn. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn thích cái tính năng cruise control hơn. Nó giúp đi xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đó, bây giờ thì không cần phải đạp chân vào ga nữa, cứ thế mà đi thôi. Ngoài ra thì việc chúng ta đi ở trên đường trường hay là đi trong nội thành, còn một tính năng nữa ở trên Duster, đó là tính năng Eco. Eco nó cũng giống như những tính năng tiết kiệm nhiên liệu của những dòng xe khác. Có điều là cũng một vị trí đặt thì lại hơi trúc trắc một chút, là nó lại thậm chí nó còn nằm tít ở phía dưới như thế này. Thò tay tít xuống dưới, ấn vào. Và lúc này thì tính năng đó mới hoạt động. Đặt ở sâu phía dưới chỗ để cốc. Thậm chí là nếu như bạn để một cái cốc ở đây thì bạn có thể che cái nút đó đi và lại phải luồn tay vào mới ấn được. Cũng hơi phức tạp. Nếu như nút đó nó nằm ở ngay trên này, hoặc như Honda thì nó nằm ở ngay bên trái này, thì dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, ngay kể cả những cái nút bấm màn hình trung tâm nó nằm ở đây cũng hơi kín một chút. Điều khiển quen thì sẽ điều khiển được, nhưng mà sẽ hơi khó cho những người mới lên chiếc xe này. Về cơ bản thì chiếc xe này chạy ở đường trường tương đối ổn. Có một số những tính năng tiện ích, rồi những tính năng an toàn như là hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống phân bổ lực phanh, hệ thống túi khí, hệ thống phanh ABS vân vân. Nó sẽ giúp cho việc đi đường trường an toàn hơn. Tất nhiên rồi, ở trên chiếc xe này thì như tôi đã nói, đã được lắp đặt thêm một cái màn hình DVD. Màn hình này thì cũng được tích hợp tính năng Bluetooth, cho nên bạn sẽ có thể nghe gọi điện thoại ở ngay trên cái nút bấm ở ngay dưới vô lăng này, mà không cần phải rút điện thoại ra khỏi túi quần. Nhất là đi trên đường cao tốc mà bạn vừa đi vừa nghe điện thoại rất nguy hiểm. Rất may. Và với những người mà chọn Duster này thì tôi nghĩ rằng các bạn nên bỏ thêm một chút tiền để tích hợp thêm cái màn hình này. Vừa có hệ thống dẫn đường như các bạn đang nhìn thấy ở đây, GPS tiếng Việt luôn. Các tính năng an toàn và hỗ trợ off-road trên Renault Duster mới gồm hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cảm biến lùi, túi khí dành cho ghế trước và sau. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã có mặt tại một bãi đất trống ở khu vực Đồng Mô, khu vực quen thuộc để chúng ta thử tính năng vượt địa hình của chiếc xe Duster này. Chiếc xe Duster này như các bạn đã biết thì nó là một chiếc xe hai cầu, cho nên là việc vượt địa hình tôi nghĩ là sẽ không khó khăn. Nhưng hôm nay tôi sẽ chọn loại địa hình có thể nói là khó khăn nhất trên khu vực Đồng Mô này, một bài thi mà dành cho những chiếc xe bán tải chuyên dụng thi để đánh giá rất nhiều tính năng của một chiếc xe, ví dụ như là đổ dốc, ví dụ như là vận xoắn, vân vân và vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ vượt bài đầu tiên, đó là bài lao xuống một con dốc cực kỳ cao. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vâng, rất cao. Bạn cảm giác như bạn đang lao từ một ngôi nhà trên tầng 3 lao xuống vậy, cắm hẳn xuống đất. Vâng, đường ở đây thì đất cát trơn trượt. Và bây giờ thì tôi đã trúc hẳn xe xuống đất rồi. Vâng, nhìn thì sợ thôi, nhưng mà thực ra để đi một cách an toàn, đi chậm rãi thì ok, không vấn đề gì cả. Tất nhiên bạn đừng có lao quá nhanh, đầu xe sẽ lao xuống đất ngay. Bây giờ là việc tiếp
Tiếp theo chúng ta sẽ lại vượt lên trên. Bây giờ bắt đầu lên dốc. Tôi sẽ bò lên dốc rất từ từ và không cần lấy đà. Và đến dốc. Trước mắt chúng ta sẽ là đoạn vặn xoắn có những cái lỗ nghiêng cực kỳ lớn để thử khả năng vặn xoắn của chiếc xe cũng như là xem chiếc xe có vượt được qua những cái địa hình hay không. Và bánh chắc chắn nó sẽ bênh lên đó. Lúc này là bánh đã bênh hẳn sang một bên rồi. Khi đi vào những chỗ như thế này thì các bạn cứ đi nhẹ nhàng thôi, không cần thiết phải đi nhanh. Nếu mà đi nhanh thì chỉ có thể là xe tăng mới có thể không bị hỏng thôi, chứ còn ô tô dù về đến mấy mà lao qua nhanh những cái ổ khủng long như vậy chắc chắn là sẽ hỏng. Có thể sẽ không hỏng ngay nhưng mà một sớm một chiều nó sẽ hỏng của bên tại người. Câu này không bao giờ sai. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống một con dốc, một cái hõm rất sâu cộng với những cái đoạn gồ ghề, những cái hố to. Chúng ta vừa thử góc tới, góc thoát cũng như là khả năng vượt qua được những cái đoạn hố như vậy để xem chiếc xe có hệ thống khung gầm chắc chắn cộng với khả năng vượt được những cái địa hình khúc khuỷu như thế này hay không. Tất nhiên rồi, vẫn phải đi từ từ thôi. Đây là một trong những bài thi đặc biệt khó dành cho những chiếc xe bán tải. Wow, đã qua rồi. Còn một đoạn cuối cùng nữa thôi. Wow, các bạn có thể nghe rất rõ là bánh trơn trượt và mô men xoắn đã được truyền đến những bánh còn lại. Đẩy chiếc xe lên trước. Hơi ồn một chút. Các bạn có thể nghe rõ tiếng những cái bánh răng kim loại nó va chạm vào nhau để đẩy chiếc xe về phía trước. Khi mà tôi đạp ga gầm lên để tạo lực vượt qua cái con dốc vừa rồi. Tôi không muốn đi nhanh bởi vì đi nhanh nó sẽ va đầu vào phía trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào một bài thử độ vặn xoắn kinh khủng. Lần này thì chắc chắn những chiếc xe có khung gầm yếu sẽ bị vặn và sẽ bị kêu ngay. Và chiếc xe này được mọi người luôn đánh giá là một chiếc xe có khung gầm rất là chắc chắn, ổn định, bền bỉ. Chắc chắn tôi nghĩ nó sẽ vượt qua bài này, nhưng hãy cùng thử xem. Wow, nghiêng, vặn, bánh đã bênh lên. Vâng. Vâng, đã vượt qua. Cũng cần phải có đà một chút. Nếu không cả hai bánh mà cùng bênh lên thì cũng sẽ rất khó. Khá trơn. Vâng, cũng phải mất một thời gian thì hệ thống V-Sai mới làm việc để dồn mô men xoắn vào những bánh đang chạm đất để đẩy chiếc xe về phía trước. Vâng, không hề nghe thấy tiếng vặn xoắn của hệ thống khung gầm, rất ổn định. Chỉ có điều tiếng gầm của động cơ cộng với tiếng kêu của hộp số và hệ thống V-Sai, nó kêu lạch cạch, tiếng kim loại va vào nhau để giúp truyền lực vào những bánh còn lại. Tiếng kêu khá lớn, chúng ta có thể nghe rất rõ. Như vậy là đã vượt qua cái bài thử thách rất khó khăn, vặn xoắn tương đối là nhẹ nhàng cho một chiếc xe hai cầu bên bì. Thực sự là về kiểu dáng hay về các tính năng thì tôi không đánh giá cao lắm về chiếc xe này. Thế nhưng mà khả năng bền bỉ thì có lẽ là chấp nhận được, đặc biệt là
qua những cái bài thi vừa rồi chúng ta vừa mới thử xong dành cho những chiếc xe hai cầu đặc biệt, và một chiếc xe SUV cỡ nhỏ này cũng có thể vượt qua được. Và bây giờ chúng ta quay trở lại con dốc này và chúng ta sẽ phải leo lên dốc, một con dốc dựng đứng rất cao, cực kỳ dốc, có thể nói lên đến 45 độ, 42 đến 45 độ. Chúng ta sẽ lại đi xuống, hõm xuống dưới, và bây giờ mới bắt đầu đi lên. Vâng, lao lên dốc không quá khó, nhưng chúng tôi cũng cần một chút đà. Vâng, con dốc cực cao bằng một ngôi nhà 3 tầng và dốc lên đến 42 đến 45 độ. Nếu một chiếc xe bình thường thì tôi nghĩ không thể vượt qua con dốc này, nhưng Duster đã làm được điều đó. Phải nói rằng một chiếc xe vô cùng thực dụng đến từ Pháp, nhưng mà lại được nhập khẩu từ Nga. Nga nghe luôn luôn là cái gì đó bền bỉ, và nó đã minh chứng cái điều đó. Hiện mức giá công bố của Duster 2016 mới là 849 triệu đồng, một mức giá có thể chấp nhận được cho một chiếc xe đến từ châu Âu. Mặc dù kiểu dáng chưa được bắt mắt và hài hòa với sở thích của người Việt, nhưng Duster lại có lợi thế về khả năng vận hành bền bỉ và khung gầm chắc chắn. Đây thực sự là một chiếc xe dành cho những người thực dụng, ưu tiên khả năng vận hành và không quá đòi hỏi về ngoại hình.